Khoảng 15 giờ chiều ngày 17 tháng 12, trên tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô hiệu Toyota Veloz với xe tải đông lạnh. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe tải lao xuống ruộng, lật ngửa. Xe Veloz nằm bên vệ đường, hư hỏng nặng. Sau vụ va chạm, hai người ngồi trên xe ô tô tải và 8 người ngồi trên xe con trọng thương và được đưa đi cấp cứu. Đáng tiếc là một bé 3 tuổi trên xe Veloz bị tử vong. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc Toyota Veloz đã bị biến dạng hoàn toàn sau va chạm. Thân xe bẹt rúm khiến cửa xe không thể mở. Người dân đã phải cậy cửa để đưa người bị nạn ra ngoài. Dù túi khí trên xe đã bung, nhưng toàn bộ người ngồi trên xe Veloz đều bị thương nặng, khiến nhiều người nghi ngại về độ an toàn của mẫu xe này nói riêng và các mẫu xe của Toyota nói chung. Trước đó đã có rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến Veloz. Tháng 10 năm 2022, một phụ nữ lái chiếc MPV của Toyota mất lái, đâm vào gốc cây tại quận Long Biên, Hà Nội. Tháng 12 năm 2022, tại cây xăng Tuần Châu, Quảng Ninh, cú va chạm mạnh vào đuôi xe tải cũng khiến toàn bộ đầu xe Veloz biến dạng, bẹp rúm và khó nhìn ra hình hài nguyên bản của chiếc xe này. Hay như tháng 5 năm 2023, Toyota Veloz va chạm với xe máy tại Xuân Đỉnh, Hà Nội. Tháng 6 xe này đâm vào đuôi một chiếc xe tải. Đến tháng 9, một em học sinh đi xe máy đâm vào đầu chiếc xe Veloz tại phố Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội. Va chạm đến từ nguyên nhân chủ quan của người lái xe và khách quan đến từ các phương tiện khác, nhưng có thể dễ nhận thấy điểm chung ở đây, đó là khung vỏ của Veloz quá tệ. Hầu hết sau va chạm đều để lại một chiếc xe móp méo, biến dạng từ gầm, cửa, khung càng. Toyota Veloz ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3 năm 2022 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sau đó được lắp ráp trong nước tại nhà máy ở Vĩnh Phúc. Cùng thời điểm cuối năm ngoái, xe nhận được đánh giá 5 sao của ASEAN NCAP, trong đó hạng mục bảo vệ hành khách người lớn với 3 hạng mục nhỏ là va chạm trước, va chạm ngang hông và khả năng bảo vệ đầu người dùng là 34,88 trên 40 điểm. Điểm số ở hạng mục bảo vệ trẻ nhỏ của Toyota Veloz 2022 là 17,17 trên 20 điểm. Trong đó hai hạng mục con là bảo vệ từ va chạm trước và ngang hông của xe được chấm điểm tối đa. Ở hạng mục công nghệ hỗ trợ an toàn, Toyota Veloz 2022 đạt 16 trên 20 điểm. Xe này đạt điểm thấp nhất ở hạng mục bảo vệ người đi đường với 12 trên 20 điểm. Tổng điểm xe cuối cùng đạt 79,99 điểm trên thang điểm 100. Dù vậy, theo đánh giá từ người dùng ở Việt Nam, các chi tiết nhựa bên trong nội thất cũng có độ hoàn thiện không được như mong muốn. Một số chi tiết khớp nối tạo ra tiếng động ma sát nhẹ khi đi xe vào đường xấu, tạo cảm giác xe không chắc chắn. Khung gầm của Veloz cũng cho cảm giác tương tự khi ở tốc độ cao. Phần bánh xe không có sự liên kết chặt chẽ với phần khung. Khi đóng cửa thì toàn bộ thân vỏ xung quanh xe rung lên trông thấy. Và thực tế, những nhược điểm được nêu ra để phản ánh qua những vụ va chạm, Veloz cho thấy một sự mỏng manh, yếu thế. Và không chỉ ở Veloz, rất nhiều mẫu xe khác của Toyota cũng đem lại sự e ngại như vậy. Điểm mạnh của xe Toyota là sự bền bỉ trong vận hành, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí thay thế phụ tùng hợp lý, cùng thiết kế phù hợp với số đông của từng mẫu xe. Tuy nhiên, bên cạnh sự nổi tiếng, thị phần nhiều ở Việt Nam, thì Toyota cũng là thương hiệu tai tiếng bậc nhất nước ta, xuyên suốt thời gian gắn bó với người tiêu dùng. Không phải tự nhiên mà Toyota Fortuner được biết đến với biệt danh là Thánh Lật. Đã có rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến những chiếc xe Fortuner thế hệ cũ, mà tại hiện trường cho thấy những chiếc xe này đều bị lật ngửa hoặc lật nghiêng. Nguyên nhân là bởi hệ thống khung gầm của mẫu xe này cao nên trọng tâm xe cao, thiếu trang bị an toàn như cân bằng điện tử, ổn định thân xe. Do đó khi va chạm dù là nhẹ thì xe sẽ mang đến sự bất an, cảm giác chòng chành khiến tài xế không thể xử lý và làm chủ tình hình dẫn đến tình trạng lật xe. Và kết hợp với lái xe dịch vụ chạy ẩu, phóng nhanh, không làm chủ tốc độ, Thánh Lật được định danh cho Toyota Fortuner. Và với Vios, mẫu xe được giới tài xế dịch vụ, các hãng taxi đặc biệt ưa chuộng khi tối giản mọi tiện nghi, trang bị an toàn, giúp Vios có giá rẻ. Nhưng cũng giống như các mẫu xe khác, Vios nhiều năm bị gọi với cái tên là thùng tôn di động. Không khó để bắt gặp những hình ảnh Toyota Vios bị vò nát sau va chạm. Người ta vẫn nói Vios bền, nhưng thật ra những mẫu xe của Toyota nghèo nàn đến nỗi chẳng có gì để hỏng. Dù vài năm trở lại đây, hãng xe Nhật Bản đã đua trang bị, tính năng với những mẫu xe Hàn Quốc. Thế nhưng ngồi lên một chiếc Toyota bất kỳ cũng sẽ thấy nó vẫn như vậy. Và sau mỗi vụ va chạm, tính an toàn của các xe Toyota cũng vẫn là một dấu hỏi đầy nghi ngại. Người tiêu dùng Việt Nam sẽ ngày càng chú ý đến tính an toàn của xe, và Toyota cũng nên có một cái nhìn khác với khách hàng Việt Nam. Còn nếu vẫn cứ coi đây là thị trường của xe giá rẻ, sẽ khó nói trước chuyện tương lai.